Thông tin liên quan tới vụ việc một nhóm trẻ em bị bỏ đói và bị tác động vật lý bởi các cô trông trẻ tại trường tư thục Em School Đà Nẵng. Sau khi phát hiện bất thường, nhiều phụ huynh đã yêu cầu trích xuất camera và chuyển giao cho cơ quan chức năng làm rõ. Trong khi đó, nhóm trẻ độc lập tư thục Em School bất ngờ nộp đơn xin giải thể, khiến cho phụ huynh càng thêm bức xúc. Ngày 14 tháng 12, bà Hồ Thị Cẩm Nhung, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ Đà Nẵng cho biết đã nhận được đơn xin giải thể nhóm trẻ độc lập tư thục Em School số 15 17 đường Nguyễn Phước Lan, quận Cẩm Lệ sau khi xảy ra tình trạng tác động vật lý với trẻ tại đây. Theo bà Nhung, ngay sau khi chính quyền địa phương tạm đình chỉ hoạt động của nhóm trẻ này để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an, thì phía chủ nhóm trẻ đã nộp đơn xin giải thể. Bà Nhung nói, Mặc dù cơ sở đã giải thể, nhưng vụ việc cô giáo nhóm trẻ em school bị tố cáo có hành vi giã man với học sinh đã được chuyển lên công an quận Cẩm Lệ Thụ Lý, điều tra. Hiện việc điều tra đang do phía công an quận thực hiện nên phường chưa có kết quả. Theo ghi nhận thực tế, thì tại cơ sở nhóm trẻ độc lập tư thuộc em school trước đây đã tháo biển hiệu đóng kín cửa, học sinh ở nhóm trẻ này cũng đã được chuyển sang cơ sở giáo dục khác. Nhóm trẻ Em School được thành lập từ tháng 4 năm 2022 và được chính quyền địa phương cấp giấy phép hoạt động. Đến khoảng đầu tháng 10 thì nhiều phụ huynh phát hiện các trẻ gửi ở đây có nhiều điểm bất thường như uống nhiều nước, quấy khóc mỗi khi thay tã hay giật mình. Sau đó, phụ huynh đã yêu cầu nhà trường trích xuất camera để kiểm tra thì phát hiện nhiều hình ảnh cô PTG hiệu trưởng đang có hành vi quá đáng với các bé nhỏ. Cô G cũng đã có thư xin lỗi gửi phụ huynh và thừa nhận các hành vi sai trái của mình. Tất cả những hình ảnh camera ghi lại sự việc cũng như tường trình của phụ huynh đã được chuyển giao cho cơ quan công an điều tra. Dù bất ngờ xin giải thể, nhưng nhóm trẻ độc lập tư thục em school vẫn bị điều tra và xử lý theo quy định. Hành vi quá đáng của các cô trông trẻ đã khiến phụ huynh vô cùng bức xúc và phẫn nộ bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của con trẻ mà còn ảnh hưởng lâu dài về mặt tinh thần. <laughs>